nhóm giang hồ cầm mã tấu tấn công, đập phá xe dân phòng lúc rạng sáng. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Phát hiện nhóm thanh niên đi xe máy cầm mã tấu la hét nẹt pô trên đường, lực lượng dân phòng ngăn chặn. Bất ngờ nhóm giang hồ dùng mã tấu tấn công, đập phá xe của lực lượng rồi tẩu thoát. Ngày 26 tháng 9, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng trong nhóm giang hồ dùng mã tấu, dao tự chế trên đường phố và đập phá xe của dân phòng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, vào rạng sáng cùng ngày, một nhóm giang hồ khoảng 20 thanh niên cầm mã tấu, dao đi trên nhiều xe máy trên đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lực lượng dân phòng tuần tra phát hiện và truy đuổi chặn lại. Ngay khi tới ngã tư chân cầu Hiệp Hòa thì bất ngờ bị nhóm giang hồ dùng xe thành vòng tròn vây lực lượng. Do quá bất ngờ nên một số dân phòng bị té xuống đường. Lúc này nhóm giang hồ dùng mã tấu, dao đập xe máy và dọa đánh lực lượng tuần tra bị ngã. Sau đó nhóm lên xe tẩu thoát. Trong rạng sáng, công an đã truy bắt, bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ nhiều dao tự chế. Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Huấn Hoa Hồng, cái tên được cộng đồng mạng biết đến qua những hình ảnh khoe của, đã bị công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.